Kính chào quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi Nguyễn Hoàng Duyên trở lại chương trình với ký giả Nguyễn Xuân Nam và đề tài anh em chúng tôi sẽ thảo luận ngày hôm nay trước quý khán giả là vấn đề viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Việt Nam và trên thế giới. Trước hết xin kính chào ký giả Nguyễn Xuân Nam. Xin chào luật sư Hoàng Duyên, cũng mấy tuần rồi chưa được nói chuyện gặp. Dạ vâng. Dạ. Thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, vào khoảng tháng 12 năm 2014, có nghĩa là mới vài tháng trước thôi, thì chúng ta đọc tin chúng ta thấy là Hà Nội vừa khánh thành cái viện Khổng Tử ở Hà Nội. Cũng trong cùng một cái khoảng thời gian vài tháng trở lại đây đó, thì thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái viện Khổng Tử ở Mỹ, ở Tây Âu lần lượt bị kết án và các cái viện đại học đóng cửa các cái viện Khổng Tử đó vì một lý do này hay lý do khác. Trước khi đi vào sâu vào cái cuộc thảo luận, cái giảng viên Xuân Nam có thể tóm lược về những cái hiện tượng đó không thưa? Anh biết khi hôm nay tôi đề cập vấn đề này đó, thì có cái điều nó rất là đối mặt gia đình đó, mặt truyền thống đó, là có thể nó làm mình đi ngược với truyền thống rất nặng nề. Bởi vì ông nội tôi là một người nho học, một gia đình nho học, thì ông nội tôi có cái chức trong đời, bên cạnh chức quyền của trong thời kỳ phong kiến á, thì ông có cái lần chức là hội trưởng hội khổng học. Thì hôm nay tôi đề cập cái vấn đề mà đi ngược lại cho hội khổng học đó, thì trước hết thú thật mà nói, mình vượt qua cái vấn đề gia đình, cái truyền thống, và phải đi xa hơn là cái vận nước và cái quyền lợi quốc gia và dân tộc. Thì như luật sư Duyên có hỏi đó, chúng ta thấy vào ngày 27 tháng 12 năm 2014, cái là mới đây khoảng chừng hơn 2 tuần một chút xíu, tại trường Đại học Hà Nội có khánh thành một học viện Khổng Tử. Và học viện Khổng Tử này đó, có sự tham dự của một nhân vật đứng hàng thứ tư trong Bộ Chính trị Trung Quốc là ông Du Chính Thanh, và có sự hiện diện của một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là trưởng ban, tức là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là ông Nguyễn Thiện Nhân. Như vậy có thể nói là cái việc khánh thành và có hai nhân vật như vậy, một nhân vật là ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, là Nguyễn Thiện Nhân. Một nhân vật nữa đó là một nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân vật là Du Chính Thanh. Điều cho thấy rằng đây là một sự kiện lớn diễn ra trên đất nước Việt Nam về mặt học thuật, về mặt quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và chúng ta thấy đó, cái điều này nữa là sau khi cái chuyện mà giàn khoan 981 đặt trong thềm lục địa Việt Nam đó, thì nó gây cái mối quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam căng thẳng ở mức độ chưa từng có bao giờ. Trước khi mà ông Du Chính Thanh công du sang Việt Nam để tìm cách mà khôi phục lại cái mối quan hệ đã tan vỡ đó và trấn an Việt Nam và ngăn chặn Việt Nam đi về hướng thoát Trung và chống Trung Quốc, nghiêng về phương Tây hơn đó, thì chúng ta thấy trước chuyến đi của ông Du Chính Thanh đó, là có hai chuyến đi của ông Tây Dương Khiết Trì mà luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và cùng chúng tôi đều có ít nhiều bình luận đề cập đến những chuyến đi của ông Dương Khiết Trì sang Việt Nam nhằm mục đích gì. Thì bây giờ đó, ông Du Chính Thanh đi đó cũng nhằm trong gọi là họ đổi mặt, họ đổi tên, nhưng mà chính sách không đổi. Giữa chính sách của Dương Khiết Trì và Du Chính Thanh hoàn toàn không đổi, là họ muốn giữ Việt Nam là một chư hầu của họ, không để Việt Nam thoát về tay một cường quốc khác, một thế lực khác, và còn tiến hành theo mục đích tầm ăn dâu và ảnh hưởng, dùng quyền lực cứng, dùng quyền lực kinh tế hay là cái quyền lực mềm qua trường hợp của Học viện Khổng Tử này để khống chế Việt Nam. Nhưng cái điều thú vị đó, cái điều thú vị, sau cái khi mà họ thành lập, khánh thành cái viện Khổng Tử, Học viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội, thì mặc dù do cái ông hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội là ông Nguyễn Đình Luận đã mở rộng miệng tìm cái sự hùng biện trong ba tấc lưỡi của mình để ca ngợi
cái điều tốt đẹp của vị công tử, thì báo chí tiếng Việt trong và ngoài nước cũng đã bắt đầu có những cái bình luận xa gần hay thẳng thừng về cái việc không nên có Học viện Khổng Tử tại Việt Nam. Thì chúng ta thấy ngay cái ngày 27 Tây là khánh thành, thì ngay lập tức sau đó, cũng ngày 27 Tây, thì ngay sau đó một số các cái báo chí ở Việt Nam và quốc tế, báo chí tiếng Việt như là BBC trong thời điểm đó, RFA là Á Châu Tự Do, và Tuổi Trẻ cũng trong nước cũng đã lên tiếng. Chúng tôi trích một vài tựa đề của một số bài báo của trong và ngoài nước để dẫn luật sư Ngô Hồng Duyên và quý vị thấy rằng chúng ta không còn cái thời kỳ mà lấy vải thưa che mắt thánh, và không còn thời kỳ là bịt thông tin để lừa mắt nhân dân, và không còn thời kỳ là coi dân đen như một lũ ngu muội để mà anh muốn nói gì thì nói. Trên cái đài BBC họ chạy bài viết bằng tiếng Việt, vì sao cần cảnh giác với viện công tử. Sau đó thì thưa quý vị, trên RFA là Á Châu Tự Do để chạy bài viết là lo lắng và nghi ngại Học viện Công Tử. Và thưa quý vị, trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước họ cũng chạy một bản tin, vì sao giảng đường Mỹ Canada đóng cửa viện công tử. Anh vừa bày hàng bán một cái món hàng, nhưng anh thấy cái người mua hàng bị báo chí cảnh cáo là cái hàng đó coi chừng độc hại và lừa dối. Thì thưa quý vị, chúng ta cảm giác rằng cái truyền thông và hải ngoại trong nước đã phần nào đánh thức được cái lương tâm của Việt Nam, cái lương tâm của dân chúng Việt Nam trong việc đánh giá lại đúng cái viện công tử mà chúng ta thấy cần hay cần không cần cho Việt Nam, có lợi hay không có lợi cho Việt Nam. Trở lại cho luật sư. Dạ vâng, cái giám mục Xuân Nam vừa nói rằng là cái viện Khổng Tử cần hay là không cần, có lợi hay không có lợi cho Việt Nam đó, thì trước hết chắc có lẽ những điều tôi sắp nói ra đây đa số người Việt chúng ta cũng đã biết hết rồi, đó là Khổng Tử là ai. Lược qua thật nhanh, Khổng Tử là một cái người sinh khoảng 550 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, có nghĩa là khoảng 2560 năm trước là ông đã sinh ra, và cái tuổi thọ con là vào khoảng 70-72 tuổi ở trên cái trái đất này. Suốt cái khoảng đời 70-72 năm của Khổng Tử trên trái đất, Khổng Tử làm gì? Làm nhà giáo, làm chính khách trong cái thời Xuân Thu. Mà nói làm chính khách thì những điều mà tôi sắp nói đây có thể một vài người nghe bị xúc phạm thì tôi đành phải xin lỗi. Nhưng mà Khổng Tử không có một cái vai trò gì quan trọng lắm, có nghĩa là ông ta chỉ là một chính khách, ông ta đi từ nước Lỗ qua Tề qua Tấn, hễ mà đi tới một cái lãnh chúa nào làm việc một thời gian mà bị mất job á, thì lại đi qua một cái nước khác làm thiết khách để gọi là xin job. Còn những cái điều mà ông Khổng Tử ông dạy là ông gì, ông dạy cái gì? Ông dạy những cái đạo làm người căn bản mà tôi thú thật là không cần Khổng Tử chúng ta cũng biết. Một chút xíu tôi sẽ nói về cái điều đó. Ngoài ra ông ta dạy về cái thuật trị dân trị nước. Những điều Khổng Tử mà nói đó có thể 2500 năm về trước có một chút giá trị nào, thì tới ngày hôm nay nếu mà mình xét lại không có một cái giá trị gì hết. Chẳng hạn ông ta dạy là những cái điều mà nổi nhất mà Khổng Tử dạy chúng ta vẫn truyền miệng với nhau ở ngoài quán cà phê trà dư tửu hậu đó, cũng là để chơi cho vui thôi. Kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, có nghĩa là điều gì mình không muốn mình đừng làm cho người khác. Cái điều đó không cần Khổng Tử dạy chúng ta cũng biết. Mình lặp lại cái câu kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, trà dư tửu hậu cho nó vui. Ông Khổng Tử dạy là nam nữ thọ thọ bất thân. Tôi nhớ là cái tuổi tôi lớn lên mà là học trò đó, thì người ta giễu với nhau, học trò tụi tôi về giễu với nhau nam nữ cỏ cỏ mới thân, có nghĩa là chúng ta giễu trên những cái điều Khổng Tử nói 2500 năm trước, chứ còn ngay bây giờ mà nói là nam nữ thọ thọ bất thân không còn ai tin nữa. Hoặc là ông dạy là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cái điều đó phục vụ cái mục đích của cái thời phong kiến có lẽ là đúng. Ngày hôm nay mà chúng ta nói với tuổi trẻ bây giờ mà bảo là
quân sử thần tử hoặc là đảng sử chúng ta tử mà chúng ta không tử Bất Trung đó, cũng không có ai tin nữa. Rồi ổng dạy phu sướng thì phụ tùy, chồng mà nói thì vợ phải nghe. Ngày hôm nay tuổi trẻ không có tin cái điều đó nữa. Rồi tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, tóm lại là gần như là một đại bộ phận những cái điều giảng dạy của Khổng Tử bây giờ nó vừa lỗi thời, nó vừa cải lương, nó vừa không giống ai hết. Đó là mình nói cái căn bản, cái common sense. Trở lại, nếu mà so cái điều mà Khổng Tử dạy với cái lý thuyết cộng sản mà Mao Trạch Đông mà bây giờ tới Tập Cận Bình cũng tin á, là họ Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình tin cái gì? Tin vào Karl Marx, tin vào Lenin, rồi tin vào nòng súng này nọ kia. Thì cái những cái điều dạy của ông Khổng Tử nó vừa lạc điệu, nó vừa lạc đề, nó vừa cải lương nữa. Thì thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, vì lý do gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ lại muốn dùng cái hình ảnh lỗi thời của một ông Khổng Tử mà không còn liên quan gì tới cái chế độ của họ nữa để mà họ đi rao trên toàn thế giới, và nhất là dùng cái đó để mà ảnh hưởng Việt Nam, thưa anh? Thưa quý vị, bất cứ một cái hệ thống tư tưởng nào của một bậc triết gia nào thường nó có hai cái vế. Một cái vế là hình di thường, một vế là hình di hạ. Một vế hình di thường đó, theo ngôn ngữ phương Tây là cái đó là metaphysical. Tại vì trong cái thời kỳ cổ Hy Lạp, La Mã đó, cái physical đó là physics, là cái hữu hình, cái gì nó thấy được, sờ được, tính được, toán được, động chạm được, đó là physics. Thì cái người ta nói về khoa học vật lý, về các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Nhưng mà cái metaphysical là hình như thượng đó, đó là phía sau cái thấy, phía sau cái đụng chạm, cái chỗ không thấy, cái chỗ không sờ mó được, cái chỗ không đụng chạm được, là cái phần linh hồn, cái phần tâm linh, cái phần cõi không phải là cõi con người. Cho nên trong cái triết thuyết của Khổng Tử thường họ không để ý đến cái phần metaphysical. Anh nhớ có một lần người ta hỏi Khổng Tử là sau khi chết có linh hồn không, và sau khi chết là linh hồn đi đâu. Để Khổng Tử trả lời rằng cái đời sống này, cái thế giới này cũng chưa hiểu được, thì làm sao hiểu cái chuyện thế giới khác. Cho nên ông mặc nhiên không nói đến cái chuyện mà trong tiếng Hán người ta gọi là cái hình di thường, hay là ta nói tiếng Mỹ là metaphysical. Mà cái điểm luận điểm mạnh nhất của Khổng Tử đó nằm ở chỗ là hình di hạ. Hình di hạ là gì? Là một cái ông tập, một cái tạo ra một cái cương, một cái thường. Cái cương là cái quy củ, cái chi phối, cái giá trị, cái mối quan hệ trước sau trên dưới để tạo ra trật tự ổn định xã hội. Mà cái trật tự đó đó thì ở phía dưới nói, ở trên nói thì dưới phải nghe. Anh nói chẳng như quân tần, phụ tử và phu thê, trên dưới thì nó phải nghe. Cái điều đó thì Đảng Cộng sản hiện nay rất là cần. Trong cái chủ nghĩa toàn trị là đảng nói, chính phủ nói, là dân phải nghe. Trên việc phục hồi chủ nghĩa Khổng Tử đó, luận thuyết Khổng Tử, học thuyết Khổng Tử đó, là phục hồi cái giá trị trật tự của xã hội. Từ vua, rằng vua tới quan hệ giữa vua tôi, quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa cha con, vân vân và vân vân. Cho nên Khổng Tử có thể nói rằng đã, trước đấy trong cuộc cách mạng về văn hóa, Mao Trạch Đông đã đốt sạch, xóa sạch các đền thờ Khổng Tử, xóa sạch các cái cơ sở xã hội hội Khổng Tử, hội Khổng học. Nhưng mà chính Mao Trạch Đông đã xóa sạch cái thời gian đó, bởi vì lúc đó họ chỉ có một chủ thuyết đó, là Đặt Mát và Lenin lên trên. Bây giờ cái chủ thuyết Mát Lenin nó không còn linh nghiệm nữa. Họ mới dùng một hình tượng cổ điển đó, hình tượng Khổng Tử là người cổ suý cho một cái trật tự mà ở trên nói thì dưới phải nghe. Nghe nãy vừa lập đó, tam cương ngũ thường đó, thì cái thế giới của hình di hạ đó, là thế giới trật tự xã hội. Và chính Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ cần cái đó. Nhưng mà trong cái chuyện mà phục hồi để Khổng Tử và thiết lập hệ thống Khổng Tử vào năm 2014 đến nay là 14 năm rồi, 10 năm rồi,
và họ thiết lập hệ thống đại công viện công tử trở lại đó, là họ bắt chước cái mô hình như học viện Goethe của Đức hay là học viện mà Alliance French Francais là viện trao đổi văn hóa Pháp của Pháp đó, để họ tạo một cái sự đưa cái quyền lực mềm qua đó giảng dạy tiếng Trung, qua đó giảng dạy tiếng Hoa, qua đó giới thiệu văn hóa Trung Hoa, qua đó giới thiệu triết học Trung Hoa, mà thực sự đó nó chỉ mượn cái vỏ bề ngoài. Ông công tử trở thành một cái hình đồ để Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng trong cái giai đoạn này, là lợi dụng ông để phổ biến một cái tư tưởng là trên dưới và trong ngoài, tạo cái trật tự xã hội lại mà xã hội Trung Quốc đang có khuynh hướng đi vào vô trật tự. Cho nên cái trật tự mà vua nói dưới dân phải nghe là cái trật tự mà toàn trị, chế độ toàn trị Đảng xuống rất là trời. Cho nên chính vì như vậy đó, người ta có cái lý do để phục hồi, mà chúng tôi sẽ nói phần sau kỹ hơn. Người ta Trung Quốc có cái lý do để phục hồi là cái viện công tử, mà chính họ, chính Mao Trạch Đông là người đã từng đặt nhát búa, đập phá cái toàn bộ hệ thống tư tưởng của công tử. Và chính Mao Trạch Đông đã triệt để hủy diệt các cái cơ sở của công tử, học viện công tử, như là các hội công tử mà chúng ta thấy trước đây đó, ở từ Trung Quốc, ở từ Việt Nam. Tôi nói ngay cả cái quê tôi thôi, nó vẫn có cái viện khổng học, nó vẫn có cái cơ sở của từng quận, từng tỉnh, nó vẫn có viện khổng học. Và có nhiều nhà nho của Việt Nam lúc đó là nho học, là học về công tử. Ví dụ như anh Duyên không biết, cái căn nhà tôi với Nguyễn Hồng Dũng ấy, cái cuốn sách đầu tiên mà tôi học ấy, không phải là cuốn gì khác ấy. Mà lúc đó anh Duyên có thể tưởng tượng như thế này: ông già tôi dạy tôi học cái cuốn đầu tiên là cuốn Minh Tâm Bửu Giám. Cuốn Minh Tâm là để cho cái cuốn sách quý, để làm cho cái tâm mình nó sáng ra. Và anh biết lúc đó là gì đó, cái cuốn sách mà ông còn lấy cái giấy bấm đó, anh biết không, từng tờ đó, ông sợ mình lật cái tờ giấy tay nó mồ hôi nó dơ đó, nó làm hư cuốn sách. Và cuốn sách mà Minh Tâm Bửu Giám đó được để ngay trên này là kinh Phật, dưới ngay kinh Phật đó, là để phần kinh của thánh, là Khổng Tử được xem như là thánh. Và lật ra sợ dơ từng trang đó, phải để giấy bóng kính nè, lật ra để cái mồ hôi của tay mình không dơ vào. Từ nhỏ trong những cái quận, trong những tỉnh có những hội công học, và Việt Nam có những hội đó, không phải chỉ có Trung Quốc không. Vậy nhưng mà sau này tự động Việt Nam sau này dần dần cái viện công tử không còn, hội công học không còn, nhưng mà bây giờ họ mới tái phục hồi lại. Tại sao tái phục hồi? Bởi vì chính thể của Trung Quốc và chính thể của Cộng sản Việt Nam hiện nay nó có cùng một cái nhu cầu, đó là làm sao thiết lập được cái trật tự xã hội trên dưới, và thiết lập được một cái sự tuân lệnh, nghe lời và vâng lời của thần dân, của mọi người đối với đấng cai trị. Cho nên đó là lý do nội hàm và ngoại hàm để cho họ phục hồi cái việc công tử trở lại, thưa luật sư. Vâng. Qua tôi thích cái chữ mà khi Giang Nguyễn Xuân Nam sử dụng đó, gọi là đưa ra cái hình nộm của Khổng Tử. Thực sự đó cũng chỉ là một cái hình nộm không hơn không kém. Và qua cái chữ hình nộm của ký giả Nguyễn Xuân Nam đó, thì tôi lại, ký giả Nguyễn Xuân Nam không nói ra thôi, nhưng mà đó là nhấn mạnh lên cái nền tảng của Cộng sản. Cộng sản là dựa trên cái giả dối, cái ngụy tín. Và vì cái giả dối, cái ngụy tín đó, nó bị phá sản rồi. Cái Lenin với lại Stalin với lại Marx là phá sản rồi. Bây giờ đưa ra cái hình nộm của Khổng Tử thì lại là một cái giả dối nữa. Là bởi vì ngay bây giờ nếu mà chúng ta hỏi Tập Cận Bình, chúng ta hỏi Dương Khiết Trì, chúng ta hỏi Du Chính Thanh, chúng ta hỏi toàn bộ cái lũ lãnh đạo của Cộng sản hay là cái lũ lãnh đạo Việt Nam đó, thì chắc chắn rằng là không có mấy người tin là cái lý thuyết của Khổng Tử áp dụng được vào cái chế độ cai trị theo kiểu Cộng sản, theo cái kiểu toàn trị đó. Chỉ vì có một cái điểm duy nhất, cái điểm chung là họ cần lập lại một cái loại trật tự mà trật tự quyền lực là ở đảng nói thì ở dưới phải nghe, như là ngày xưa vua nói, vua bảo mình chết là mình phải chết. Ngay bây giờ không ai tin cái điều đó, chính đảng viên Cộng sản cũng không tin điều đó, nhưng mà cái ngu dốt trong cái não trạng của Cộng sản nó khiến cho họ nghĩ rằng là nếu họ chỉ cần áp đặt là người ta sẽ tin.
Nhưng mà cái đó cũng chỉ là mặt nổi. Cái điều này sẽ trở lại hỏi ký giả Nguyễn Xuân Nam là lý do vì sao mà ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu, ở Úc và gần đây nhất là ở Hòa Lan, Thụy Điển, ở Thụy Điển, các viện đại học mà khi họ có cái viện Khổng Tử ở bên trong cái viện đại học của họ, họ lập tức sau một thời gian hoạt động, bây giờ họ nói rằng cái chủ trương, cái điều hành của viện Khổng Tử Trung Quốc bây giờ không còn hợp với cái suy nghĩ, với cái phát triển của sinh viên Tây Phương nữa. Cái giảng viên Xuân Nam có thể cho biết cái điều đó. Thưa quý vị, có thể nói là thế này đó. Thế giới, cái gì người ta phải trải qua sự kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nó rất là quan trọng. Cái kinh nghiệm trực tiếp là sự quan trọng hơn nữa. Người ta thấy cái bên phương Đông á, bây giờ chúng ta thấy kỷ nguyên phương Đông bừng sáng lên. Và trong cuộc khủng hoảng về nhiều thứ phương Tây thì họ đã nhìn về phương Đông, họ tìm kiếm một cái giải pháp từ phương Đông. Chúng ta thấy là nhiều cái bộ kinh Phật, nhiều bộ trong đặc biệt là thiền tông đó, thiền luận của Suzuki này nọ, nó được giới thiệu sang phương Tây, làm cho phương Tây rất bị mê hoặc. Thưa quý vị, từ cái vấn đề mà diet ăn uống của Nhật Bản, rồi cái lối nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản và của Hàn Quốc bây giờ, cái lối mà sống ăn uống của văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc bây giờ, của Nam Hàn bây giờ, rồi cái những cái tượng đài khổng lồ của phương Đông, ví dụ như Tôn Tử được dịch ra hàng chục bản dịch sang tiếng Mỹ, rồi các cái loại kinh đó, các loại mà các vị mà kinh Vệ Đà vân vân ở Ấn Độ, rồi Krishnamurti vân vân được giới thiệu sang phương Tây, như một làn sóng ồ ạt của phương Đông dội về phương Tây. Và người phương Tây bỗng dưng xưa này họ cho rằng họ là centralism, là họ cho họ là cái trung tâm của văn hóa và văn minh. Bỗng dưng họ nhìn thấy một cái phương Đông xuất hiện với nhiều cái vầng hào quang của nó trên phương Tây, ồ ạt khao khát để đi tìm về phương Đông, để tìm một sự quân bình về nền văn minh nhân loại. Thì khi Trung Quốc thấy cái điều đó là họ muốn làm điều ăn, cho nên họ muốn xuất cảng sang một cái bộ mặt của Trung Quốc, triết học của Trung Quốc, và họ thành lập cái giải hòa bình Khổng Tử, giải tướng hòa bình Khổng Tử, họ thành lập phục hồi đảng Khổng Tử trở lại, bắt đầu biên soạn giới thiệu sang phương Tây. Nhưng mà nếu mà họ thành tâm á, thì để phổ biến văn hóa trong tôi đó, thì tôi nghĩ sẽ không có bị cái tẩy chay rộng rãi hiện nay. Cái chính á, là Trung Quốc á, họ đưa cái bề ngoài, mặc dù phương Tây họ gọi là họ bọc cái bề ngoài cái viện Khổng Tử, nhưng bên trong đó là toàn là những kinh hoàng không ạ. Ví dụ bên trong là toàn những thứ mà phương Tây sợ. Họ có những cái lý do để dẫn đến một loạt cái sự tẩy chay. Tôi cho ví dụ, một cái trường đọc Thụy Điển vào ngày 20 tháng 12 vừa qua đó, là 5 ngày trước khi Viện Đọc Hà Nội tuyên bố khánh thành cái viện Khổng Tử đó, thì trước đó 7 ngày thì tại Thụy Điển thì một viện đại học đã tuyên bố là dẹp cái viện Khổng Tử vào tháng 6 năm nay. Tháng 6 này 2015, tháng 12, tháng 20, tháng 12 họ tuyên bố để vào chính thức đóng cửa cái viện Đạo Khổng Tử vào tháng 6 năm 2015. Và có những cái lý do đó, mà trước đó đó, một loạt mà chúng ta sẽ điểm tiếp, một loạt các cái nơi mà đóng cửa vì những lý do. Sau đây chúng ta nói cái lý do trước và cái tuần tự của vấn đề, của thời gian vấn đề tôi sẽ đề cập sau. Thưa luật sư Duyên và thưa tất cả quý vị, cái lý do đầu tiên đó là cái chính sách thuê mướn rất là kỳ thị. Ví dụ trong một bản tin của một cái trường đọc McMaster University tại Ontario của Canada, thì họ đóng cửa cái viện Khổng Tử này vào tháng 7 năm 2013, cách đây khoảng gần 2 năm. Cái lý do là cái viện Khổng Tử này họ thuê mướn, không phải trên cái
cái sự bình đẳng hay qualification hay là tiêu chuẩn phù hợp, mà họ có những cái lắc léo trong vấn đề kỳ thị thuê mướn. Ví dụ như có một giáo sư tên là Sonia Zhao, thì giáo sư này đặt cái niềm tin, giáo sư này tin vào cái giáo phái Pháp Luân Công, một giáo phái đó đang bị đàn áp tại Trung Quốc từ cái thời gian đặc dân, thậm chí hàng triệu người trong giáo phái này cũng bị giết chết và lấy cái organs, lấy những nội tạng để đem ra bán trên cái thị trường. Cho nên cái tội ác của gian trạch dân đối với giáo phái Pháp Luân Công là kinh hoàng. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bà Sonia Zhao bà nộp đơn thì bà hoàn toàn bà phù hợp để nhận vào. Nhưng mà cái người tuyển dụng bà đó yêu cầu bà một điều đó, giấu kín, không được cho ai biết là bà là cái có niềm tin, là tín đồ của giáo phái Pháp Luân Công. Như vậy đó, đối phương Tây á, họ cho rằng kỹ thuật, cái sự kỳ thị bộ gia, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị niềm tin, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị ngôn ngữ là những thứ không chấp nhận trong trường đại học. Anh đưa một cái học viện qua đó, mà anh cái việc mà thuê mướn, anh đã trở thành một cái chỗ để mà anh kỳ thị, thì cái đó nó đồng chạm đến trên cái nguyên tắc, những giá trị sống ở phương Tây. Mà chúng ta nghe câu nói rất quen thuộc, mà chính Hồ Chí Minh đã cắt cái câu quen thuộc đã bỏ trong hiến pháp của Hồ Chí Minh năm 1945, là mọi người sinh ra đều được bình đẳng. Mọi người sinh ra đều được bình đẳng. Và như vậy đó, cái chuyện anh kỳ thị đó, cháu nết, mà không phải là một cá lẻ của một trường, mà là mọi trường. Thứ hai nữa đó, là cái vấn đề nội dung giảng dạy. Họ đó, họ truyền bá cái đường lối của nhà nước độc tài của Trung Quốc dưới dạng dạy và ngôn ngữ. Tất nhiên là truyền bá quan điểm của đảng và chính phủ độc tài Trung Quốc thông qua những ngôn ngữ. Ví dụ như trước đây chúng ta nghe câu chuyện của một cái trường, một cái thư viện ở tại Mỹ. Khi mà chúng ta biết ở tại Mỹ chúng ta ít có sách giáo khoa tiếng Việt, thì có phụ huynh vô trong thư viện mượn sách cho con cái học tiếng Việt, dạy tiếng Việt. Nhưng mà trong đó nó dạy là đồng chí du kích anh hùng vừa bắn hạ, bắn rơi chiếc máy bay của giặc Mỹ. Thì ông già về đó, ông thấy mình muốn đi mục đích của mình đó là cho con đi học tiếng Việt, cũng như mình muốn đi học tiếng Tàu. Nhưng vô trong đó, tiếng Tàu là phương tiện và cái truyền bá về chính trị độc tài của đảng trị trở thành cái nội dung chứ. Thì cái phương Tây chịu không nổi. Tại vì giáo dục nó phải khách quan, giáo dục phải đứng ngoài cái sự mà tuyên truyền một đường lối của một đảng. Ví dụ như anh truyền lối đảng Dân Chủ cũng không được, truyền bá cái đảng Cộng Hòa cũng không được, mà giáo dục phải đi vượt lên trên nó để phát triển cái trí thông minh, phát triển nhận thức của con trẻ, chứ không phải là nô lệ của hệ thống tư tưởng nào. Thì chính cái lối mà giảng dạy về nội dung đó, là thay vì giảng dạy về phát triển cái trí thông minh đó, thì phát triển một trở thành những nô lệ trong một tư tưởng, một cái quan điểm của chính phủ Bắc Kinh. Mà quan điểm đó là mượn ông Khổng Tử làm bình phong, trong đó mặc dù cái hình dáng Khổng Tử mà nhưng mà trong đó nội dung đó là Marxist, Leninist và của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì ông Khổng Tử chắc thành nạn nhân luôn. Ông nếu ông nhìn được cái điều đó đó, ông xuống gõ đầu, ông gõ đầu Tập Cận Bình, ông gõ đầu Hồ Cẩm Đào, và dân dân tụi mày hư gì vừa thôi chứ, đem tao đi bắn đứng ra, mặt tao vậy mà ruột tao tôi bị nhét vào thứ tầm ba bảy rồi bại vô đó tao mà. Thì đó, tội cho Công Tử, nhân duyên nãy phê bình Công Tử đôi khi cũng tội cho Công Tử. Tao ông bị cái thế hệ hậu duệ ông lừa gạt, lợi dụng ông làm bình phong để thực hiện những mưu đồ đen tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái điều cho nên chính vì đó chúng ta thấy mất hai nội dung đầu anh luật sư Duyên Thông. Thứ nhất là cách mà tuyển giáo sư và nhân viên đó là kỳ thị. Cái nội dung đó là mượn ông Công Tử, mượn cái tiếng Tàu để nhồi sọ cái thế giới phương Tây qua cái quan điểm độc tài Trung Quốc. Cái điều nữa đó, nội dung là rất là kiểm duyệt. Cái người mà ký contract vào để dạy trong các viện Công Tử đó, họ được ra lệnh
cấm những điều này, cấm nói, cấm đề cập những vấn đề này. Thứ nhất, đề cập tới Đạt Lai Lạt Ma, right? Đề cập tới Đạt Lai Lạt Ma là không được, là bị đuổi ngay lập tức. Cấm được đề cập đến Tân Cương và những người theo đạo, đạo mà hồi ở Tân Cương, những phong trào Tân Cương. Cấm nói chuyện độc lập của Đài Loan, cấm nói cái chuyện Tây Tạng, và cũng cấm nói cái chuyện Pháp Luân Công. Như vậy đó, anh mang cái mà cái đầu óc kỳ thị và chính trị đó của đảng và chính phủ Trung Quốc đó, vào trong việc giảng dạy quốc trên các trường đại học phương Tây, cho nên đó, nó vi phạm ngay cái nội dung, cái đường lối của các trường đại học phương Tây, là bị kiểm duyệt. Một nền giáo dục phương Tây là khai phóng, là tự do, right? Không có một nền giáo dục đó mà định kiến rồi là kỳ thị theo cái quyền lợi của chính đạo sang Trung Quốc. Như vậy các trường này dạy theo cái quan điểm phương Tây để phát triển con người nói chung, hay là dạy và phát triển theo con người mới xã hội chủ nghĩa, trên thờ đảng, dưới đạt dân, cho nên cái nội dung nó kỳ thị và không chấp nhận được phương Tây được. Và thưa quý vị, nó còn kinh khủng hơn nữa, không phải như vậy đâu. Theo một tài liệu của Michel Juno Kasuya, một chuyên nghiên nghiên cứu về an ninh, để cho rằng các cơ quan phản gián của phương Tây đã tìm thấy trong các cái học viện đó để những ổ tình báo Trung Quốc, là những ổ tình báo và phản gián của Trung Quốc. Như vậy đó, cái học viện đó không phục đích phục vụ giáo dục, không phải phục đích phục vụ giáo dục, mà cái nơi hoạt động thu thập thông tin, thu thập dữ kiện, tuyển người theo cái mục tiêu của phản gián Trung Quốc. Và cái điều nữa là gì? Khi mà các cái phương Tây họ cho rằng, như cái lý một trong những lý do mà trường đại học Thụy Điển vừa rồi mà họ tuyên bố ngày 20 tháng 12 vừa rồi tuyên bố đóng cửa vào tháng 6 tới đó, cái lý do là họ bị phụ thuộc cái viện công tử này hoàn toàn do sự tài trợ của nhà nước ngoại bang. Họ tài trợ hoàn toàn của nhà nước ngoại bang, mang tiếng cái viện đó nằm trong trường đại học, nhưng mà trường đại học họ không có cái khái niệm gì về vấn đề tài chính hoạt động của cái viện này, mà cái viện này nằm được tài trợ bởi chính phủ ngoại quốc và hoàn toàn là theo lệnh ngoại quốc, cho nên nó không mang tiếng là nằm trong viện đọc Thụy Điển. Cũng như bây giờ cái trường đại học Hà Nội đó, là có cái viện công tử trong trường đại học Hà Nội. Thú thật tôi dám thách ông Nguyễn Kinh Luân ấy, hiệu trưởng có kiểm soát được viện nào từ giáo trình giáo án, thuê mướn người giảng dạy, cho đến cái hoạt động của nó, ai dám bảo đảm đâu đặt lại những điều trên mà quốc tế đã thấy. Và một cái điều nữa đó là theo ông Astrid Söderberg-Winning là phó viện trưởng viện đọc Thụy Điển ấy, thì cái chuyện đó nó phi lý, cái chuyện mà phụ thuộc hoàn toàn và về tài chính, và tài chính hoàn toàn độc lập khỏi nhà trường, thì nó không phù hợp với cái mô hình của đại học Thụy Điển. Và như vậy ông ta nói cái tế nhị hơn, có thể nó phù hợp với một số trường đại học nhỏ và họ thiếu thốn về ngân sách, họ không phát triển những cái khoa văn chương hay là tiếng Hoa được, cho nên họ có thể nhờ. Nhưng mà quy mô như trường đại học Thụy Điển thì là không nên. Rồi đó, chúng ta thấy những lý do đó không lý do cuối cùng nữa. Lý do cuối cùng nữa là nó vì những lý do nói trên đó, nó ảnh hưởng đến cái tiêu chuẩn giáo dục và lý tưởng giáo dục, mục tiêu giáo dục và cái chính sách hình thành con người ở tại phương Tây. Nó hoàn toàn khác, nó hoàn toàn khác. Cho nên chúng ta thấy không phải chỉ có trường đại học Thụy Điển, mà chúng tôi để cho một cái tóm tắt ngắn của một vài sự kiện để quý vị thấy cả thế giới đang tẩy chay học viện Khổng Tử như thế nào. Thưa luật sư Duyên và thưa tất cả quý vị, là cái hội giáo sư đại học của Canada, viết tắt là CAUT, gồm cấp 70.000 giáo sư trên toàn cõi Canada, và nó liên quan đến giáo sư giảng dạy hầu hết các trường đại học Canada, thì họ kêu gọi
các cái trường đại học trên toàn cõi đa đa nên cắt bỏ, loại bỏ và bỏ đi các mối quan hệ với Học viện Khổng Tử như những lý do mà chúng tôi đã thưa cùng bên trên. Học khách, như vậy là chúng ta thấy cả một cái hệ thống 70.000 một viện đại diện, một viện của một cái hội giáo sư đại học Canada đồng loạt họ ra tuyên bố kêu gọi các trường đại học Canada chấm dứt mối quan hệ với Học viện Khổng Tử vì nó đi ngược lại toàn bộ các tiêu chuẩn của một giảng dạy của trường đại học về thuê mướn nhân sự tôi nói trên, về nội dung, về sự kiếm duyệt và là cái sự bị lợi dụng cái thành ổ tình báo của một nhà nước độc tài toàn trị ở trên ngay quê hương họ. Họ cho rằng cái nội dung của cái Viện Khổng Tử như vậy hỏng cỡ. Cho nên 70.000 của giáo sư Cara trong hội giáo sư đọc Cara đã ra lời kêu gọi các trường đọc nên tẩy chay. Rồi sau đó thưa quý vị còn kinh hoàng hơn nữa, chỉ có một thời gian ngắn và tháng 6 năm 2014, cuối năm 2013 thì Cara ra tuyên bố như vậy. Tới tháng 6 năm 2014, thưa luật sư Duyên và thưa tất cả quý vị, hội giáo sư đại học Hoa Kỳ cũng tuyên bố đồng hành với cái cách hành xử của hội giáo sư đại học Canada. Như vậy Hoa Kỳ cũng tuyên bố tẩy chay luôn, hội giáo sư đại học Hoa Kỳ cũng tuyên bố tẩy chay luôn. Và tháng 9 năm 2014, đại học Chicago đã từ chối tái ký hợp đồng với Học viện Khổng Tử. Có nghĩa rằng tháng 9 năm 2014 thì đại học Chicago cũng cắt cái cục Học viện Khổng Tử. Và chỉ một tuần sau, trường đại học công lập Pennsylvania, nơi cũng có Học viện Khổng Tử, cũng tuyên bố cắt cái cục nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng cái Học viện Khổng Tử đang đứng trước một tình trạng dễ chết, nói theo ngôn ngữ của trong nước, tại toàn bộ lục địa Bắc Mỹ và châu Âu. Trong lúc cái thế giới từ Mỹ và châu Âu đã vứt cái Học viện Khổng Tử vào sọt rác á, thì ông Nguyễn Kinh Luân của trường đại học Hà Nội, hiệu trưởng trường đại học Hà Nội ca ngợi nó làm gì? Ông Nguyễn Thiện Nhân đưa nó Bộ Chính trị, đưa nó vào trường đại học Hà Nội làm gì? Chẳng lẽ chúng ta lại làm cái việc mà cả thế giới sợ hãi, quay lưng và vứt bỏ? Cho lại luật sư Duyên. Vâng, quý khán giả vừa nghe những cái điểm mà khi giảng viên Xuân Nam tóm tắt chung quanh thế giới, Việt Nam mình cần cái gì? Việt Nam mình là cần, thứ nhất cần sự khai phóng, thì Học viện Khổng Tử thông qua cái chính sách của Trung Quốc là kềm chế tư tưởng, kềm chế tự do. Chúng ta cần tự do, họ cổ suý cái độc tài. Chúng ta cần sự công bằng chính trực thì họ lại rất là kỳ thị. Chúng ta cần khách quan, sinh viên Việt Nam cần sự khách quan, cần phát triển thì họ tuyên truyền, họ nhồi sọ. Chúng ta cần phát triển thì họ nô lệ hóa. Cả thế giới tẩy chay mà Cộng sản Việt Nam đón nhận. Điều đó nó là một cái đã đến cái một cái lúc mà người Việt Nam chúng ta, thưa các em Nguyễn Xuân Nam, phải vận động với nhau, phải mời gọi nhau là thế giới tẩy chay thì Việt Nam không có đón nhận. Chúng ta không đón nhận những cái chính sách nguy hiểm rác rưởi của Trung Quốc khi mà cả thế giới đã nhìn ra mặt nó. Vậy thì chỉ còn một cái thiểu số nô tài ở trong cái đảng Cộng sản Trung Quốc, ở trong cái đảng Cộng sản Việt Nam mới đón nhận cái Viện Khổng Tử thổ tả như thế. Cho nên chúng ta hãy mời gọi nhau, rủ nhau tẩy chay cho bằng được cái lối, cái thứ nhất một cái văn hóa, ngay cả nếu mà là thật của Khổng Tử đi nữa cũng đã quá lỗi thời, quá xưa rồi, không ai tin nữa. Ngay cả cái thằng Cộng sản Việt Nam cũng không tin, thằng Cộng sản Trung Quốc cũng không tin. Chúng ta phải tẩy chay cho bằng được, phải vận động với nhau. Và đây cũng, mà cái Viện Khổng Tử là cũng không phải là Khổng Tử nữa, đây là một cái ổ gián điệp. Mà nếu chúng ta không có đề phòng, chúng ta không có vận động với nhau để mà tẩy chay đó, thì trên cái danh sách mà cái giảng Nguyễn Xuân Nam mới nói đó, là những cái đề tài mà Viện Khổng Tử cấm không được nói chuyện tới. Tại sao cấm không được nói chuyện tới? Là bởi vì Trung Cộng biết chúng nó sai, biết chúng nó làm tội ác ở những nơi đó,
nào là Tibet tức là Tây Tạng, Tân Cương, Pháp Luân Công, Đài Loan, Hồng Kông. Đó là những cái nơi mà Cộng sản Trung Quốc đã kềm chế, đã gây tội ác. Nếu bây giờ chúng ta không có vận động với nhau, chúng ta không mời gọi với nhau đó, thì sẽ một lúc nào trên cái danh sách mà cấm kỵ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó cũng sẽ có Việt Nam. Là bởi vì Việt Nam cũng đã bị khống chế, cũng đã bị gián điệp nó xâm nhập, rồi nó tàn hại cái quốc gia Việt Nam. Lúc đó chúng ta sẽ không có ngạc nhiên khi mà cái viện Khổng Tử nói rằng là muốn nói gì thì nói, ngoài những cái đề tài Tây Tạng, Tân Cương vân vân, không được nói tới Việt Nam. Chúng ta nhắc nhau cái điều đó để mà hiểu một điều: chúng ta yêu cái văn hóa Trung Quốc, chúng ta yêu cái thuyết Lão Tử, Trang Tử vân vân. Khổng Tử thì cũng đã lỗi thời rồi, nhưng mà nói với nhau một điều là phải nương dựa lẫn nhau, phải đập cho bằng tan cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam, để mà tránh Việt Nam sẽ không là một cái đề tài cấm kỵ của Đảng Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Trở lại với ký giả Nguyễn Xuân. Cảm ơn luật sư Duyên. Thưa quý vị, trước khi ta tiếp một cái câu kết luận của chúng tôi về câu chuyện ngày hôm nay, nó rất là đơn giản thế này: từ một câu chuyện rất nhỏ đến câu chuyện rất lớn và đến kết luận. Tôi đến thăm gia đình người bạn, thì tôi thấy người vợ của bạn tôi chăm sóc một đứa cháu, cháu nội. Thì chị kể cho tôi nghe một câu chuyện về cái vai trò giáo dục. Thì nó trước đây khi đứa cháu nó bị đụng cái vật cứng nào, ví dụ đụng cái cạnh bàn, đụng cái ghế đau, thì bà nội đặt cái ghế đó, hư. Cho đứa bé từ nhỏ, nó cứ mỗi lần nó thấy nó bị đụng vào cái gì đó, nó đặt hư. Một hôm nó đụng ba nó làm ở đâu, nó đánh ba nó hư. Thì lúc đó bà nội và ba nó giật mình rằng chúng ta đã giáo dục sai. Cái hành động của bé là kết quả của sự giáo dục sai, bạo động, trả thù, thiếu nhân bản, thiếu tha thứ. Thì ba của cháu, bà nội của cháu mới đổi ra cái giáo dục khác. Nói khi mà đụng như vậy, thay vì đánh hư đó, thì nói là please don't hurt the baby, đừng có làm đau đứa bé nha, tội nghiệp nó. Thì bây giờ xoa cái vật đó một cách rất yêu mến, cái trìu mến. Bây giờ đứa bé đó nó lớn lên đó, nó đụng cái gì nó đau cái please don't hurt the baby. Thì cùng một cái việc là đụng một cái ghế mà chút trước mình lấy thôi mình đấm lại hư, bây giờ mình đông please don't hurt the baby. Cho nên cái phản ứng của đứa bé có phải do chính nó không? Phản ứng của đứa bé một phần do cái giáo dục mình đi. Cho cái giáo dục nào, cho nên ngày xưa ta nói con nhà tông cũng giống lông cũng giống cánh. Hay là các vị ngày xưa, các vị mà có học vị ngày xưa, có quan lớn ngày xưa đi tìm một cái con gái con nhà. Con nhà là gì? Hiểu theo cái nghĩa miền Nam Việt Nam là well educated, được giáo dục đàng hoàng, để họ làm lấy vợ xem tông với chồng xem giống. Bởi vì cái quan niệm về giáo dục và lễ nghi. Thì trong cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, quý vị nhớ mấy chữ không? Được sinh viên là giáo sư, giảng sư đạo của miền Nam, cái những chữ căn bản, tiêu chuẩn căn bản nền giáo dục Việt Nam đó, luật sư còn nhớ không? Lễ nghĩa liêm sĩ. Đó là một chuyện, nhưng cái chính của nền giáo dục Việt Nam là gì? Là nhân bản, khai phóng và hiện đại. Nhân bản là gì? Lấy con người, l'homme est la mesure de tout source. Tôi đọc tiếng Tây hơi mỏi một chút, nhưng mà cái nghĩa này, con người là trung tâm của vũ trụ. Hãy đặt con người, quyền lợi con người, thăng hoa con người, cái sự toàn bích của con người trở thành đỉnh cao của mọi cái nền giáo dục. Giáo dục Việt Nam chúng ta đặt nhân bản là cái đỉnh cao để phát triển con người, làm nền tảng của giáo dục và đường lối của giáo dục. Thưa quý vị, cho nên cái Việt Nam đó, nếu mất đi nó, mất cái tố nhân bản trong nền giáo dục ấy, thì đó là sự tàn lụi của nền giáo dục. Cho nên chúng ta thấy cái nền giáo dục trong cái học viện Khổng Tử, nó không phải là nền giáo dục nhân bản. Hay là cái nền giáo dục ấy, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhà. Một nền giáo dục
đưa đến bạo lực và giết chóc. Đó không phải là nền giáo dục chúng ta cần. Chúng ta cần một nền giáo dục nhân bản và liberal, là khai phóng, là tự do. Chứ không phải bằng cái nền giáo dục mà bị kiểm duyệt như Giáo Hội Không Tử. Và chúng ta cần một nền giáo dục hiện đại, chứ không phải là cổ lỗ sĩ như cái thời kỳ Không Tử mấy ngàn năm trước đây. Cho nên xét về cái khía cạnh mà nền tảng, tiêu chuẩn về nền tảng của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam là nhân bản, khai phóng và hiện đại đó, thì các cái tiêu chuẩn, các cái nội dung, nội hàm của bên cái viện Công Tử này nó không dính dáng tới cái việc phát triển con người, mà không giúp gì được cho chúng ta cả. Tại sao có việc không vì dân tộc, tại sao có việc không thẳng thừng mở mắt ra mà nói một câu như này: tôi chấp nhận phục hồi lại một nền giáo dục mà miền Nam Việt Nam đã từng dày công để đào tạo các thế hệ miền Nam Việt Nam. Và bây giờ chúng ta thấy chúng ta còn giữ được cái gì mỗi. Tôi có một người bạn đi về Sài Gòn, họ qua họ nói, họ nói câu như thế này: dù rằng tôi ở Mỹ tôi không giàu có, tôi không thành đạt, nhưng mà tôi tin một điều rằng con tôi đã được giáo dục đàng hoàng, nó được giáo dục cách bình đẳng, và nó có một tương lai cũng giống như con ta bà lớn. Nó không bị kỳ thị, nó không bị con ông cháu cha đè bẹp nó, và nó bị phát triển cách nó được phát triển đầy đủ. Cho nên chúng ta thấy từ một cái chuyện giáo dục như Học viện Công Tử, chúng ta nói là giáo dục Việt Nam, giáo dục xã hội chủ nghĩa bây giờ, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cần những cái học viện để phát triển con người thì tôi tin rằng đó không phải là Học viện Công Tử. Bởi vì Học viện Công Tử sẽ kéo cái dân tộc này, cái đất nước này xuống bên bờ vực thẳm. Một thầy thuốc mà sai đó thì có thể chích một mũi thuốc trật đó thì kể thành Nguyễn Bá Thanh, đúng không? Ông Nguyễn Bá Thanh tê liệt. Nhưng mà cái dân tộc này mang thôi vậy đó, right? Nhưng mà một ông giáo sư sai thì một lớp có thể hư hỏng, nhưng một nền giáo dục sai thì hậu quả của nó sau 40 năm chúng ta nhìn lại tình cái đạo đức xã hội nó suy vong, tương lai dân tộc nó đen tối. Cho nên chúng ta cũng không ngại ngùng gì đâu, chúng ta trở lại cái chuyện mà quý vị thấy rằng Nhật Bản và Nam Hàn, khi Nam Hàn mà lấy lại, đẩy cái quân đội Bắc Hàn về phía kia cái vị tuyến thứ 53, và năm 1953 cái vị tuyến thứ 37, sao tôi nhớ một lần 37 39 gì đó, thì đó Nam Hàn đi mượn cái sách giáo khoa và đường lối giáo dục của Nhật Bản để dịch ra và áp dụng cho đất nước mình. Và từ đó đến ngày nay đó, Nam Hàn trở thành một cường quốc trên thế giới. Họ còn vay mượn một cái giáo dục, giáo khoa từ một cái đất nước mà mới trước đó đeo đô hộ họ, cái sợ họ thù oán, nhưng mà bị dân phản đối, nhưng phải cho cái đó có lợi cho đất nước. Phải chủ miền Nam Việt Nam ấy, có một nền giáo dục rất là nhân bản, khai phóng và hiện đại, tại sao chúng ta lại không dùng và đi dùng một ông nộm từ Bắc Kinh, ông đào mồ từ xác chết từ 2-3 ngàn năm trước, ông thộn vô trong ruột ấy, đủ thứ hóa chất độc hại, rồi ông dựng ra đứng thành cái tượng đó, và chúng ta lại coi những tượng đó đi theo. Còn đâu cái đất nước Việt Nam, còn đâu nền giáo dục Việt Nam? Cho nên thưa quý vị, đã không bàn thì thôi, tôi và luật sư Duyên cũng mạo muội nói tiếng nói của mình trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta hy vọng rằng cái con cái của mình, tương lai của dân tộc Việt Nam không phải rơi xuống vũng bùn qua những cái Học viện Công Tử như vậy. Trở lại luật sư. Vâng, cảm ơn khí giả Nguyễn Xuân Nam đã chia sẻ một cái đề tài mà mình cứ mỗi lần mình khắc khoải, mình suy nghĩ thì lại là một cái nỗi đau, một cái nền giáo dục mà lại do một cái tên không có lễ nghĩa liêm sĩ gì hết là Hồ Chí Minh mà nó đặt ra. Thành ra sau một thời gian, Hồ Chí Minh vì lợi ích trăm năm trồng người, Hồ Chí Minh dựng ra một cái lũ người y như nó. Nhìn lại từ Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, rồi bây giờ là Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, vân vân, chúng ta mới thấy
thấm thía cái những gì mà ký giả Nguyễn Xuân Nam mới vừa chia sẻ. Giáo dục sẽ là một cái con đường vô cùng cần thiết nếu mà chúng ta muốn nâng cái dân trí lên, đập tan cái cọc độc tài, đập tan cộng sản, và để Việt Nam mãi mãi không bao giờ là một cái đề tài mà nằm ở trong cái danh sách cấm kỵ của cái lũ Tập Cận Bình và cái Bộ Chính trị Trung Quốc. Cảm ơn ký giả Nguyễn Xuân Nam rất nhiều.